Posada Huy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Posada Huy đang có mặt ở không gian trưng bày triển lãm do câu lạc bộ bonsai Kinh Môn tổ chức. Và trước mắt quý vị là rất nhiều cây cảnh, cây bonsai đẹp. Thì đến với không gian này thì Posada Huy cũng nhìn thấy những tác phẩm của em Ngọc Bonsai cũng ở Kinh Môn Hải Dương, ở phường em ấy ở phường Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Mọi người cũng đang chiêm ngưỡng bên tác phẩm của em Ngọc. Chào Ngọc nhá. Chào Ngọc rồi chào chào chú ạ, chào chú rồi chào chào anh với chào bạn. Em mời các anh vào cắm cái tác phẩm của em. Lần này Ngọc mang mấy tác phẩm nhỉ em nhỉ? Em mang 2 tác phẩm anh ạ. 2 tác phẩm. Một cây xanh, một cây si hả? Em phát được một ít được cây si và cây xanh. Cây si này lần này anh thấy em vào cái bể đá này, anh thấy hợp này. Đẹp hơn rất nhiều. Em chia sẻ thêm ngay cái tác phẩm này là em tâm huyết em xây dựng mà em cảm thấy cái bể chắc đến giờ phải tầm đến gần chục cái bể rồi. Nhưng mà anh nhớ cái đây một thời gian ngắn là xuống em ghi hình bàn giao. Vâng. Là cái cây si này vẫn ở cái chậu gốm đúng không? Tàu, đúng rồi, tàu. Nhưng mà lần này anh thấy là vào cái chậu này là hợp. Vâng. Em có thể cố định cái chậu này là anh thấy hợp này. Vâng, cảm ơn anh. Và anh hôm nay là hôm nay tình cờ có duyên là em lại có gặp được với Bác Tuấn này. Bác Tuấn là người chứng kiến được cái lịch sử của cái tác phẩm cây si này. À thế à. Anh ạ, đấy em giới thiệu với cả nhà nhé. Mà tầm độ 79-80 mình lớn rồi, mình đã đẻ đứa thứ tư rồi. Thì mình đã máy sắt đẻ một vừa được thứ tư là lúc đẻ một chỗ nhà máy sắt. Vâng. Thì lúc ấy mình ông này ông ấy làm bán điện tử ở cái đây là cái cây nhà bán gốc ở một cái nhà thờ họ Vũ. Họ ăn vâng vâng ạ. Chủ cũ ấy. Chủ cũ ạ. Ở địa chỉ ở chỗ nào bác có thể cung cấp? Chỗ Quang Thành, Quang xã Sơn, là xã Sơn Quang Thành. Quang Thành cũng ở Kinh Môn này ạ. À, dạ vâng. Thế là gần nhà bác ạ? Đúng rồi, gần nhà mình. Vâng. Đấy, cái ông này ông làm điện tử, ông ra ở cái nhà thờ Hồng Vũ. Ông sửa được chữa điện tử. Ông đi rồi, ông chết rồi. Vâng. Đây, đứng cháu, cắm lên đây, tác phẩm cháu. Ông chia sẻ với anh em một chút về cái lịch sử tác phẩm cái si này. Cháu, đây mà cái si thì ra, đây là một cái si. Thế thì sau đó em Ngọc mua được của nhà bác đó hả? Sau đấy thì nhà thờ họ Vũ người ta làm lại nhà thờ. À, thì mới lại mới cho trợ chính viện này. Đấy, anh à, thích đấy. À cho anh ấy à? Cho đây không phải ơn. À cho luôn. Lúc đấy cho tặng luôn à. Nó không phải nó chỉ nào như một cái bó thôi. Ừ. Vâng ạ. Về đấy bắt đầu anh tạo tác anh làm nó lên. À thế ạ. À? Đấy là sang nhượng cho em học từ năm 2010 chắc phải tầm 14 anh ạ. À thế còn khi mà nhà thờ họ Vũ cho anh thì năm đấy năm bao nhiêu anh? Tuấn ơi, ông ơi. 6 hành. Năm đấy nó rơi. Ông nhá. 2006 2007. À dạ vâng. À, làm 85 mới để cho em Ngọc đúng không? Khá lâu rồi quý vị. Thì hôm nay thì đến ngắm tác phẩm của em Ngọc thì lại thế nào lại gặp bác đây, là gặp anh đây. Chia sẻ lại cái lịch sử của tác phẩm. Tác phẩm này mình vào nhà Ngọc cái mình nhận ngay mình khả năng là cái này tâm nó quen lắm. Thế à? Vâng vâng. Ngoại tao được đâu. Vâng vâng vâng. Vâng vâng vâng. Đấy em mời anh Đức Huy và toàn thể chị em cắm cái tác phẩm này của em. Ngọc ơi, tác phẩm này của em thì mặt nào là mặt chính? Thực ra thì tác phẩm này của em đây mặt này là mặt chính. Mặt nào chính? Vâng, cái mặt này là mặt có chiều sâu rồi. À. Đấy, mặt có chiều sâu mà nó như là một cái ngai ấy. Đấy, cái ngai rồi, nhưng mà em thích hôm nay là muốn chia sẻ cái mặt sau vì là mọi khi là anh em chỉ ngắm cái mặt chính thôi. Nhưng mà mặt sau của cái tác phẩm của em cảm thấy vô cùng ấn tượng, em muốn khoe anh em mặt sau trước. À, thế để anh em cùng ngắm cái mặt sau. Đây là mặt chính của em. Rồi đấy. Rồi. Đây là cái đây. Lý do vì sao đây em quay cái mặt chính này quay vào trong quý vị nhá. Và đây là mặt sau đây, mặt sau thì em lại quay ra ngoài. Mặt sau thì có cái điểm ấn tượng là toàn bộ cái khu mặt này thì nó lại thành một khối lưu anh ạ. À. Đấy, toàn bộ khu vực này còn kết thành một khối lưu rồi. Trong cái thân thì lạc hơn đúng không? Lạc, đúng rồi. Đấy khối lưu thế này em muốn chia sẻ với nhau. Mà tích nộp về sau ấy đúng không? Vâng, cái này phía sau đây. Còn đang là đây quý vị đây. Đây là cây si của em thì được làm trên cái chất liệu cây si hồng, cây sen, cây si cỏ búp cỏ xưa nhỉ. Đấy, bây giờ vì là em về em cô lá này thì lá nó nhỏ này nhiều anh em mà lầm tưởng là có khi là cái dọc xanh khác. Đây là si búp hồng ấy nhỉ. Đấy, hồng khi mà nó bật lên mùa. Quý vị cứ nhìn nhỉ? Quý vị cứ nhìn cái cọng màu đen này, màu tím tím rồi này. Vâng. Là quý vị hiểu được một si búp hồng. Đúng rồi. Đấy.
Quốc Hồng mà khi đến tập cuối năm mình cắt tỉa đi, lúc bật lọc lên màu hồng rực hết cả một cây. Đúng rồi. Đấy, rất hay cái điểm. Mình ngày xưa mình ngồi đấy là mình thấy hồng hồng, bây giờ không thấy. Là... Anh Huy ơi, em chia sẻ thêm với anh là hôm nay là về đây anh em Kim Môn thì em có mang hai tác phẩm vô cùng tâm huyết của em. Đầu tiên đây là tác phẩm cây si thần mộc về tâm huyết. Thần mộc à? Thần mộc. Ở đây 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 đây. Cây si thần mộc của em này. Tác phẩm si thần mộc. Vâng. Thì là em đây là tác phẩm gần như là đầu tay tâm huyết của em. Sau đó đến tác phẩm nữa là em chia sẻ với anh toàn thể chị em đây là tác phẩm nghĩa âu cơ. À, về âu cơ. Vâng. Anh vẫn nhớ là đây là cái tác phẩm mà em làm để dành tặng cho mẹ em đúng không? Vâng. Thì là em đó em chia sẻ. Em cũng muốn là xây dựng con thì phải con mẹ chứ. Mẹ vào cái tác phẩm mẹ âu cơ này. Mẹ. Đấy thì vì sao với cái tác phẩm này của em là bắt đầu em nhìn thấy có dáng mềm mại như là những người phụ nữ Việt Nam. Thứ hai là cái tác phẩm này có hình chữ S sao ấy, nhìn chữ gì chữ S của Việt Nam, hình chữ S Việt Nam. Đấy thì từ cái ý tưởng đó em mới xây dựng thành người mẹ Việt Nam. À thế à. Nhưng mà người mẹ Việt Nam thì em thấy một người mẹ là mẹ âu cơ là người mẹ là đại diện cho người mẹ Việt Nam. Thế vì thế là em mới đặt tên cho tác phẩm là mẹ âu cơ. Mẹ âu cơ. Và tác phẩm này thì một thân chính tượng trưng cho người mẹ và có hai tử hai bên. Thì cũng như hai anh em của em đúng không? Vâng. Tích thì tích xong tử phụ mẫu. Tích thì xong tử phụ mẫu. Và nhưng mà em muốn đặt tên là mẹ âu cơ vì người mẹ âu cơ là một người mẹ vĩ đại, người mẹ của Việt Nam. Em muốn sửa ấm vào đây. Xanh Nam Điền anh cũng nhìn thấy những cái màu đồng này, màu đồng Điền đây này, nhiều cái nét chùn da voi này. Vâng. Đó. Đấy, em mời anh chị gắn đây. Đây tác phẩm đây thì cái đường tay cành to em nhỉ? Vâng. Cân đối với tỷ lệ cân. Cái đường tay cành thì em giữ toàn bộ cái tay cổ của các cụ ngày xưa nào. Đấy, và em mới hoàn thiện được cái phần bông theo cái phong cách hiện đại bây giờ thôi. Đúng rồi. Đấy, chứ còn nó cái toàn bộ cái giật tay này là các cụ làm trước hết. Em chỉ làm được về đấy em được tặng. Kể cả cái cổ ngọn này cũng là của các cụ. Chủ cũ làm đúng vâng, không? Vâng, đúng rồi. Cụ làm của các cụ ngày xưa. Đây là cái tác phẩm của người dân làng nghề ngày xưa đó là. Đấy. Em cũng có duyên em sở hữu được. Một đấy. Cái tác phẩm dành tặng cho người cha thì đã chuyển nhượng rồi. Vâng. Hiện nay thì còn một cái tác phẩm là em làm em tặng mẹ em đúng không? Thì hôm nay thì em Ngọc cũng mang hai tác phẩm đến, một cái tác phẩm mẹ âu cơ và một tác phẩm có tên là thần mộc đến với triển lãm bonsai Kinh Môn, nhân một cái sự kiện bonsai Kinh Môn sát nhập vào cùng với tỉnh hội Bắc Linh, xin lỗi quý vị, Hải Dương vào cái ngôi nhà chung của Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, thì một cái không gian trưng bày có khoảng trên dưới 200 tác phẩm. Không gian trưng bày cũng được thiết kế rất là ấm cúng, gọn, đẹp. Và em Ngọc thì cũng trong câu lạc bộ hả? Em là hội viên trong câu lạc bộ Bonsai Kinh Môn. Cũng trong hội viên câu lạc bộ quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy không gian này. Không gian trưng bày triển lãm. Chào các anh nhé. Không gian trưng bày thoáng, sạch, đẹp. Chào các anh. Thì Bonsai Huy hôm nay đang có mặt ở triển lãm Bonsai Kinh Môn, thế và gặp em Ngọc ở đây thì cũng có duyên thì được các bác, các anh chia sẻ cho quý vị hiểu hơn về cái tác phẩm của em Ngọc. Xin được chào em nhé, cảm ơn em nhé. Vâng. Chúc em. Cảm ơn anh Đức Huy và cảm ơn toàn thể khán giả của anh Đức Huy. Một em trẻ cũng rất là tài năng và lại hiếu thảo nữa, hiếu thảo với cha mẹ nữa. Nhá, chào cảm ơn em. Sa Đức Huy cũng xin được cảm ơn quý vị và xin phép quý vị được dừng lời đây. Chào tạm biệt quý vị.